Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 5 thiết kế mạch tuần tự 2 của môn thực hành thiết kế vi mạch số với VSDL. Tiếp tục nội dung thứ 2, đếm hiển thị trên LED 7 đoạn. Bài tập 505 yêu cầu thiết kế hai mạch đếm BCD. Mạch đếm 1 đếm từ 0000 đến 1234 xem như là đếm lên. Mạch đếm 2 đếm từ 1234 về 0000 xem như là mạch đếm xuống. Cả hai thay đổi theo enable 20Hz, đồng bộ theo CK hệ thống có tần số 50MHz. Button 0, button 1 làm reset. SW0, SW1 làm enable cho mạch đếm 1 và mạch đếm 2 tương ứng. Hiển thị giá trị đếm trên 8 LED 7 đoạn quét. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết thiết kế hai mạch đếm 4 số BCD hiển thị 8 LED 7 đoạn. Thứ hai, biết vẽ sơ đồ các khối còn, liên kết các khối. Thứ ba, biết lập trình thiết kế mạch theo sơ đồ khối. Thứ tư, biết quan sát đánh giá kết quả đúng sai trên kit FPGA. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước và bây giờ sẽ đi vào bước đầu tiên là thiết kế sơ đồ khối. Từ yêu cầu của bài tập 505 và bài tập 504 đã thực hiện là mạch đếm 4 số hiển thị 4 LED 7 đoạn. Bài 505 này thì có hai mạch đếm, mỗi mạch đếm 4 số. Cho nên khi thiết kế sơ đồ khối có hai khối đếm 4 số được phân biệt là khối đếm 4 số 1 và khối đếm 4 số 2. Khối đếm 4 số 1 chính là mạch đếm 1, đếm lên từ 4 số 0 đến 1234. Khối đếm 4 số 2 chính là mạch đếm 2, đếm từ 1234 về 4 số 0. Theo yêu cầu của đề bài thì cả hai mạch đếm này thay đổi theo tín hiệu enable 20Hz, cho nên khối chi10 enable có chức năng tạo ra tín hiệu enable 20Hz để cấp cho hai mạch đếm. Đồng thời tạo ra tín hiệu enable 1kHz mà chúng ta đã biết chức năng của nó để điều khiển mạch đếm. Hai mạch đếm tổng cộng là 8 số, điều đó chúng ta phải mở rộng khối đa hợp bây giờ là 8 kênh 4 bit để có thể tiếp nhận được 8 số. Và khi đa hợp 8 kênh thì cần tín hiệu lựa chọn kênh phải là 3 bit. Như vậy, khối đếm để mà điều khiển mạch đa hợp bây giờ phải là 3 bit. Khối giải mã 7 đoạn thì không có gì thay đổi. Khối giải mã để điều khiển anode bây giờ cũng mở rộng là giải mã 3 đường sang 8 đường để điều khiển 8 anode của 8 LED. Và đây là khối 8 LED với tín hiệu điều khiển gồm có 7 segment 7 bit và tín hiệu anode 8 bit. Như vậy, chúng ta đã biết được chức năng của các khối. Bài này là mở rộng của bài 504. 504 là đa hợp 4 kênh, mạch đếm 2 bit, giải mã 2 sang 4. Bài này là đa hợp 8 kênh, mạch đếm 3 bit, giải mã 3 đường sang 8 đường. Sau khi đã biết chức năng của các khối còn, bây giờ chúng ta đi liên kết các khối còn lại với nhau. Và đây là kết quả sau khi đã liên kết. Như vậy, bước thứ nhất chúng ta đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta sang bước thứ hai, tiến hành phân tích. Cũng giống như các bài đã trình bày, sau khi thiết kế mạch điện theo sơ đồ khối, chúng ta cần phải kiểm tra đánh giá, và để cho cái việc đánh giá kiểm tra một cách thuận tiện cũng như gắn chân thì chúng ta bao phủ thêm một cái khối bên ngoài được đặt tên là hai mạch đếm BCD 4 số hiển thị 7 đoạn với các tín hiệu ngõ vào gồm có CK hệ thống sẽ cấp cho các khối bên trong gồm có khối mạch đếm 4 số 1, 4 số 2, mạch đếm 3 bit và khối chi10 enable. Button 0 sẽ làm tín hiệu reset cho mạch đếm 1. Button 1 sẽ làm tín hiệu reset cho mạch đếm 2. SW0 làm tín hiệu enable SS cho mạch đếm 1. SW1 sẽ làm enable SS cho mạch đếm 2. Như vậy, hai mạch đếm này có tín hiệu reset và tín hiệu enable SS độc lập nhau.
Tín hiệu ngõ ra gồm có Seven, Setman và Anod sẽ điều khiển 8 led 7 đoạn quét. Tín hiệu Enable 20Hz ở ngõ ra của mạch chim 10 Enable sẽ cấp cho mạch đếm 1 lẫn mạch đếm 2. Các ngõ ra 4 số đơn vị chục trăm ngàn của mạch đếm 4 số 1 sẽ nối đến 4 kênh Y0123. 4 số đơn vị chục trăm ngàn của mạch đếm 2 sẽ nối đến 4 kênh 4567 của mạch đa hợp 8 kênh. Mạch đếm 3 bit với ngõ ra Q 3 bit được nối với tín hiệu trung gian S 3 bit sẽ làm tín hiệu lựa chọn kênh cho mạch đa hợp, đồng thời đưa đến mạch giải mã 3 đường sang 8 đường để điều khiển anode. Tín hiệu ngõ ra của mạch đa hợp nối với tín hiệu trung gian là số giải mã, đưa đến mạch giải mã 7 đoạn và ngõ ra là 7 segment sẽ điều khiển 7 segment của module 8 led 7 đoạn. Tín hiệu Enable 1 kHz sẽ nối với tín hiệu trung gian Enable 1 kHz để cung cấp cho mạch đếm 3 bit thay đổi giá trị đáp ứng được tần số quét 8 led cao hơn đáp ứng tần số của mắt để chúng ta có thể nhìn thấy được 8 led sáng cùng một lúc. Như vậy, cái việc phân tích ở bước thứ 2 đã được trình bày xong. Và bây giờ chúng ta sang bước thứ 3, tiến hành viết chương trình cho từng khối. Đây là phần khai báo entity của khối chính bên ngoài, hai mạch đếm BCD 4 số hiển thị 7 đoạn. Với các tín hiệu vào bao gồm CK hệ thống, button là ngõ vào dạng vector 2 bit 0 và 1. SV kép cũng là tín hiệu ngõ vào 2 bit 0 và 1. Anode là tín hiệu ngõ ra 8 bit. 7 segment là ngõ ra 7 bit. Phần kiến trúc khai báo các tín hiệu trung gian gồm có Enable DB, Enable 1 kHz, Reset 1, Reset 2, tín hiệu S 3 bit, 3 bit 2 down to 0, số giải mã 4 bit, các số đơn vị 1, chục 101.001, đơn vị 2, 102.002, tất cả đều là 4 bit. Begin là bắt đầu các lệnh của kiến trúc. Lấy tín hiệu button 0, gắn cho tín hiệu trung gian reset 1. Tín hiệu button 1, gắn cho tín hiệu trung gian reset 2 để cung cấp cho hai mạch đếm 4 số 1 và 2. IC1 chính là khối G10 Enable. Với tín hiệu CK hệ thống được nối với CK hệ thống ở bên ngoài. Tín hiệu Enable 20Hz sẽ nối với tín hiệu trung gian Enable DB để cấp cho hai mạch đếm. Enable 1 ký nối với tín hiệu trung gian Enable 1 ký để cấp cho khối đếm 3 bit. IC2 chính là khối đếm 4 số 1. Với các tín hiệu ngõ vào gồm có CK hệ thống nối với CK hệ thống, Reset nối với Reset 1, Enable SS nối với SW0, Enable DB nối với tín hiệu trung gian Enable DB. Các tín hiệu ngõ ra đơn vị chục trăm ngàn nối với các tín hiệu đơn vị 1, chục 101.001 tương ứng. IC3 chính là khối đếm 4 số 2 với tín hiệu CK hệ thống nối với CK hệ thống bên ngoài, tín hiệu Reset nối với Reset 2, Enable SS nối với SW1, Enable DB nối với Enable DB. 4 ngõ ra đơn vị chục trăm ngàn nối với 4 tín hiệu trung gian tương ứng là đơn vị 2, chục 2, trăm 2, ngàn 2. IC4 là khối đếm 3 bit với tín hiệu ngõ vào Enable 1 kHz được nối với tín hiệu trung gian Enable 1 kHz. CK hệ thống nối với CK hệ thống ở bên ngoài. Ngõ ra Q nối với tín hiệu trung gian S 3 bit. IC5 chính là khối đa hợp 8 kênh. Tín hiệu S chọn kênh được nối với tín hiệu trung gian S 3 bit. Tín hiệu O ở ngõ ra nối với số giải mã và 8 kênh ngõ vào từ Y0 đến Y7 sẽ nối với các tín hiệu đơn vị 1, chục 1, trăm 1, ngàn 1, đơn vị 2, chục 2, trăm 2, ngàn 2.
IC6 chính là khối giải mã 3 đường sang 8 đường, với tín hiệu ngõ vào Y được nối với tín hiệu trung gian S3 bit. O là ngõ ra, nối với tín hiệu ở ngõ ra anode để điều khiển anode của 8 led 7 đoạn. IC7 là khối cuối cùng giải mã 7 đoạn, với tín hiệu ngõ vào số giải mã nối với tín hiệu trung gian số giải mã. Tín hiệu ngõ ra 7 segment nối với 7 segment của module 8 led 7 đoạn và kết thúc phần kiến trúc. Như vậy, chương trình mô tả khối chính bên ngoài đã được thực hiện xong. Đây là phần khai báo NTT của khối đếm 4 số 2 với các tín hiệu ngõ vào gồm có CK hệ thống reset, enable SS, enable DB, 4 tín hiệu ngõ ra đơn vị chục trăm ngàn, tất cả đều là 4 bit. Phần kiến trúc khai báo các tín hiệu đơn vị RI, đơn vị NET, chục RI, chục NET, trăm RI, trăm NET, ngàn RI, ngàn NET, tất cả đều là 4 bit. Riêng các giá trị ngàn RI được gắn bằng 1, trăm RI được gắn bằng 2, chục RI được gắn bằng 3, đơn vị RI được gắn bằng 4, theo yêu cầu của đề bài là mạch đếm 4 số 2 đếm từ 1, 2, 3, 4 đếm xuống 0, 0, 0, 0. Cho nên khi khai báo, chúng ta phải khởi gắn giá trị bắt đầu cho nó. Khai báo tín hiệu enable trung gian, begin là bắt đầu mô tả các lệnh của kiến trúc. Reset này mô tả thanh ghi của mạch đếm 4 số. Với tín hiệu nhảy CK hệ thống reset, nếu tín hiệu reset bằng 1, thì đơn vị RI được gắn bằng 4, chục RI được gắn bằng 3, trăm RI được gắn bằng 2, ngàn RI được gắn bằng 1. Như vậy khi reset thì giá trị đếm bắt đầu là 1, 2, 3, 4. Ngược lại khi có cạnh xuống của CK hệ thống thì các giá trị RI được cập nhật bằng các giá trị NET tương ứng. Kết thúc lệnh if, kết thúc reset. Tiếp theo là đi tính toán phần giá trị tiếp theo. Lấy tín hiệu enable SS AND với tín hiệu enable DB gắn với tín hiệu enable. Đây là reset với các tín hiệu nhảy begin. Lấy các tín hiệu RI gắn cho các tín hiệu NET tương ứng. Nếu tín hiệu enable bằng 1 thì tiến hành thực hiện lệnh if. Nếu ngàn RI bằng 0 và trăm RI bằng 0, chục RI bằng 0, đơn vị RI bằng 0 thì thực hiện gắn các giá trị NET bằng 1, 2, 3, 4 tương đương với 1234 cho các giá trị NET tương ứng. Nhưng do chúng ta gắn cho nó các giá trị bắt đầu là 1, 2, 3, 4 cho nên cái điều kiện này chưa có đúng. Chính vì thế lệnh if sẽ thực hiện nhánh elif. Tiến hành kiểm tra đơn vị xem có bằng 0 hay không. Ban đầu thì đơn vị bằng 4 cho nên điều kiện này cũng không đúng. Khi đó lệnh if sẽ thực hiện nhánh else. Nó sẽ lấy đơn vị RI đang bằng 4 trừ đi cho 1 bằng 3 gán cho đơn vị NET. Kết thúc lệnh if. Như vậy chỉ có giá trị đơn vị NET là thay đổi. Còn chục NET, trăm NET, ngàn NET thì được gán bằng các giá trị cũ. Chục RI, trăm RI, ngàn RI, rồi chờ xung CK để cập nhật. Khi có xung CK thì đơn vị RI sẽ giảm, rồi tiếp tục lại giảm 2, 1, 0. Đến khi mà đơn vị RI bằng 0 thì lệnh if này, nhánh elif này sẽ đúng. Và khi đó đơn vị NET sẽ được gán bằng 9. Có nghĩa rằng nó về 0 rồi thì giá trị kế là 9. Tiến hành kiểm tra hàng chục RI xem có bằng 0 hay không. Hàng chục RI đang bằng 3 cho nên điều kiện này sai. Khi đó lệnh if này sẽ thực hiện nhánh else. Lấy chục RI đang bằng 3 trừ đi cho 1 bằng 2 gán cho chục NET. Với trường hợp này thì có hai giá trị đơn vị NET bằng 9, chục NET bằng 2. Còn hàng trăm, hàng ngàn thì giữ nguyên giá trị cũ, chờ xung CK để cập nhật. Khi có xung CK thì các giá trị RI sẽ được cập nhật và sau khi cập nhật xong thì giá trị sẽ là 1229.
Chờ tín hiệu Enable DB tiếp theo thì lệnh if này sẽ thực thi. Điều kiện này vẫn chưa đúng. Khi đó nó sẽ kiểm tra nhánh else if này. Điều kiện này vẫn không đúng. Chính vì thế nó sẽ thực hiện nhánh else này. Và bây giờ giá trị hàng đơn vị tiếp tục giảm từ 9 xuống 8. Cứ thế 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rồi lại tiếp tục giảm hàng chục nếu hàng chục chưa bằng 0. Quá trình này cứ thực hiện như thế cho đến khi hàng chục bằng 0, rồi kiểm tra hàng trăm. Nếu hàng trăm chưa bằng 0 thì giảm, rồi sau đó hàng trăm bằng 0 thì đến giảm hàng ngàn. Như vậy tôi đã giải thích xong bài đếm xuống. Bài đếm lên đã giải thích, và đây là bài đếm xuống lần đầu tiên, cho nên tôi phải giải thích một cách rõ ràng cho các bạn nắm quá trình thay đổi giá trị. Bây giờ đến ngõ ra, 4 giá trị rì được gán cho 4 ngõ ra tương ứng của bộ đếm. Như vậy, chương trình mạch đếm 4 số 2 đếm xuống đã được giải thích xong. Đây là chương trình của khối đa hợp 8 kênh, phần khai báo NTT, tín hiệu S 3 bit. 8 kênh ngõ vào từ Y0 đến Y7. Mỗi kênh là 4 bit, tín hiệu O ở ngõ ra 4 bit. Sử dụng ROSET để mô tả, tín hiệu nhảy là các tín hiệu vào, gồm có 8 kênh và tín hiệu S. Sử dụng lệnh khê, khi tín hiệu S là 000 thì kênh Y0 ở ngõ vào được gán cho ngõ ra. 001 thì kênh Y1 tương tự cho những kênh còn lại. Đây là mạch tổ hợp cho nên chương trình nó khá đơn giản. Đây là chương trình của khối đếm 3 bit, phần khai báo NTT và phần kiến trúc giống như các bài đã trình bày ở chương 4. Đây là khối giải mã 3 đường sang 8 đường với tín hiệu Y ở ngõ vào 3 bit, tín hiệu O ở ngõ ra 8 bit. Sử dụng lệnh khê, khi Y bằng 000 thì ngõ ra O bằng 7 số 0 và một con số 1. Khi Y bằng 001 thì bit thứ 1 bây giờ bằng 1 và cứ như thế. Đây là giải mã 3 đường sang 8 đường, ngõ ra tích cực mức 1. Các khối còn lại, chia 10 enable, giải mã 7 đoạn và khối đếm 4 số 1. Giống như bài 504 đã trình bày, cho nên ở đây không trình bày lại. Tiến hành add copy vào cái project này. Riêng bài đếm 4 số 1 thì bạn phải sửa lại cái tên cho nó phù hợp. Vì ở bài 504 chúng ta đặt tên nó là đếm 4 số. Còn ở bài này chúng ta phân biệt nó là đếm 4 số 1 và 4 số 2. Cho nên các bạn phải hiệu chỉnh lại cái tên cho nó phù hợp. Như vậy, toàn bộ chương trình ở bước thứ 3 đã được trình bày xong. Bây giờ ta sang bước thứ 4, tiến hành add file gán chân, tổng hợp code và nạp file cấu hình vào chip FPGA. Sang bước thứ 5, tiến hành quan sát kết quả trên kit FPGA. Đây là chip FPGA. Module 8 LED 7 đoạn quét. Chia ra làm hai phần, 4 số bên phải đang bằng 4 số 0 của mạch đếm 1. 4 LED bên tay trái là của mạch đếm 2, đang hiển thị giá trị 1, 2, 3, 4. Đây là hai nút nhấn button 1 và button 0. Button 0 là của mạch đếm 1, button 1 là của mạch đếm 2, có chức năng reset. Và đây là hai cái switch 0 và 1, điều khiển hai mạch đếm. Và bây giờ mời các bạn quan sát. Tôi đã cho phép mạch đếm 1 đếm, ngừng đếm, cho phép mạch đếm 2 đếm và mạch đếm 2 đếm xuống, mạch đếm 1 đếm lên. Nhấn reset mạch đếm 1 về 0 và reset mạch đếm 2 về lại 1, 2, 3, 4. Và như vậy, chúng ta đã quan sát các mạch
đếm đã hoạt động đúng theo yêu cầu của đề bài. Các bạn xem phần trình bày có vấn đề gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài tập 505 này.